ngày nào cũng xinh như thế hôm nay nhá. Uống như người mời. Ngày nào cũng đẹp như hôm nay. Đỏ lư. Hôm nay là kết quả của bài là em cảm ơn anh nhá. Rất tiêu. Nào em cũng rất thích cái câu là nặng chỉ đẹp. Đấy. Trẻ đẹp ai chả thích. Chờ mãi cái câu đấy. Hả? 100% nha. 99 thôi. Hả? 99 thôi. Rượu ta à, anh mua nữa nào? Mà mày không uống rượu tây. Nghe em bảo em đi giấu đi thôi. Có một lòng đen, có một giọt là phải uống một chén. Cái chén kia đâu? Anh! Chén kia đâu? Cái chén này xuống đâu rồi? Xe máy em ơi. Thôi thôi thôi. Em mời mà. Anh đi anh mà xuống em đâu? Đúng không? Chén mẹ tuấn đâu? Anh không muốn, anh không muốn đâu. Thôi thôi thôi. Được đấy nhỉ? Tốt. Đây là cái nhá chưa? Hết rồi. Thì em chưa hết rồi. Đây là em mừng à? Còn là ông mừng. Em chưa mở bao giờ hôm nay. Em chưa mở bao giờ á? Chưa mở bao giờ á? Chưa mở bao giờ á? Hôm nay mới ngửa nhá. Hôm nay mới ngửa. Ngửa thế thôi. Hôm nay mới ngửa. Hôm nay mới ngửa. Đầu tiên được một lần cuộc đúng rồi. Anh đây, hai em xinh đẹp. Và xin chào quý vị và các bạn là đến video trên kênh Xuân Muộn TV của mình các vị nhá. Và lời đầu tiên tôi phép cùng gửi chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân yêu của kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ ghi hình và chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút những hình ảnh thôn mình ăn tổng kết đại đoàn kết toàn dân tại nhà văn hóa thôn Vựa Ngoài, xã Phong Vân, Lục Ngạn, Bắc Giang các bạn nhé. Và hôm nay ngày 18 tháng 11, đúng ngày kỷ niệm. Nên mình sẽ ghi và chia sẻ cho quý vị và các bạn biết một chút những hình ảnh để làm cái kỷ niệm năm 2024. Ơi. Anh quay đi đâu à? Lên trên kia. Lên trên kia. Hay là đi vào cổng mầm non. Và ngày hội đội đoàn quyết toàn dân thì các thôn với lại nhiều các xã sẽ tổ chức vào trước ngày 18. Mới là ngày 18 thì sẽ là ngày chốt cuối cùng. Thôn Vựa Ngoài mình thì sẽ tổ chức vào đúng ngày 18 các bạn nhé. Giờ thì buổi sáng thì giờ thì bà con có một số cũng đã đến đây rồi. Đi họp xong rồi đến trưa thì tổ chức ăn uống các bạn nhé. Hàng năm thì vẫn là cái dịp cuối năm tầm khoảng tháng 11 sẽ có những các xã sẽ phải tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ngay trong nhà văn hóa thôn đấy các bạn nhé. Đấy các bà tí múa đấy. Múa. Đấy chào khán giả đấy. Đấy chị em tí múa then là múa gì đây? Đàn tính nhỉ? À. Ừ. Trường thôn. Tí Lương hát à? Hả? Anh không hát thì em chẳng hát phải hát. Ừ hát thì anh chịu rồi. Muốn hát lắm ấy nhưng mà chết thôi. Khổ à. Anh hát đâu. Anh mà trong không khí vui tươi phấn khởi phục vụ cả nước nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2024, chúng ta cùng nhau tụ hội về đây để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Mở đầu là chương trình văn nghệ với các tiết mục đặc sắc đến từ đội văn nghệ thôn Vựa Ngoài. Lịch sử dân tộc của chúng ta là lịch sử của ngàn năm dựng nước và giữ nước. Những câu thơ chúng tôi em đưa anh thăm chốn nào.
Đây quý vị nhá, ở trong phòng nhà văn hóa đang làm việc nhá. Vâng, và trời bao nhiêu ngày cũng mưa rồi, sáng nay thì lại có mưa một chút nhá. Mình sẽ ghi hình thêm cho quý vị và các bạn buổi lễ hôm nay, cũng như là buổi tổ chức ăn uống của bà con ở trong thôn các bạn nhá. Tí này sẽ ăn uống xong rồi sẽ bà con sẽ tổ chức ăn uống. Còn bây giờ thì đang chương trình làm việc ở trong nhà văn hóa ấy. Còn anh em làm cơm thì ở khu vực nhà dưới này này. Mình sẽ xuống xem anh em làm cơm đến đâu rồi. Ngon rồi, lợn quay ngon rồi, lợn quay ngon rồi. Ui dồi ôi, ngon quá. Phỏng vỗ hết ra rồi. Cứ để nó ra, đừng có tháo vội nha, để đó. Để 30 phút rồi. Ngon. Chín quá rồi, cái này chưa. Đồng nào. Lợn quay cả... cả miếng váng luôn. Ở trên kia đây. Ở trên nhà văn hóa vườn đấy có em mà. Đây, anh em đang làm thịt gà đấy. Thơm lắm các bạn ạ, rất là thơm. Và tí nữa mình sẽ ghi hình thêm cho quý vị các bạn bữa tổng kết hôm nay nhá. Đã đến kết toàn dân tộc. Tiếp theo chương trình, xin mời các đại biểu làm điểm lâm Phong Vân, đại biểu đoàn sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lâm nghiệp Hồng Ngạn và đại biểu trường bán Covid TV1 chuẩn bị. Xăng dầu số 12 Phong Vân, đại biểu Quế Quốc Linh Chiến, đại biểu Cà Báo Hồng Cánh và đại biểu Phó Đan Việt Mừng. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu ta lên tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Thank you.
Đấy, giờ anh em đang chuẩn bị bữa cơm rồi. Chưa ăn đòi nhảy. Chưa ăn đòi nhảy rồi. Đấy. Quay đi, quay bọn em nào. Vâng, đang quay đây. Ô, trời mưa. Mưa phùn. Đây bà con đây. Xếp đủ hăng cho khách vào chứ. Ngồi 18 rồi. Đấy, giờ phải chuyển cơm từ dưới này lên này. Hậu cần. Đấy, đội hậu cần. Dạ, trong nhà, vào trong nhà em ơi, vào trong nhà đi. Dạ, trong nhà rồi. Tổng bao nhiêu mâm? 19 mâm ạ. 19 à. Con trẻ. Đậu khô. Vâng, anh em hậu cần đấy các bạn ơi. Đồ hậu cần. Có lòng xào dưa là ngon rồi. Xe cháu có gas cùng vào đấy không? Bảo là có lòng xào dưa là ngon rồi. Cả lòng vừa, toàn lòng xào dưa đấy. Lòng xào dưa thì lên chiến thôi. Quảng cáo là thương hiệu luôn chứ nhớ. Thương hiệu hả? Sao nó có nước ngọt thôi nhỉ? Để em ăn được phải. Các ông thì cái ổ bơm rồi, cái ổ bơm rồi, bà ấy không có nước uống thì... Ngon đấy! Đây cũng xào dưa. Tối anh em mình đi ăn lòng xào dưa nhỉ? Ừ. Ok, chín rồi treo ạ, được rồi. Lấy xe bình kia, xe bình kia. Dâu là nó dâu ấy. Thịt xào. Lợn quay, gà. Không mắc gì luôn. Vậy đi thẳng đi tắt đi. Cái gì đi ra đây ai cũng nhìn thấy. Một số món à. Cứ đủ 15 mâm trong nhà để cho anh em làm xóm ăn thôi, còn mấy mâm ngoài mình ăn sau cũng vẫn được. Nhưng mà cứ đủ đồ đã, đủ đồ đã. Mang lên đủ không ăn. Còn sớm mà đằng nào có hơn 10 giờ ấy. Để lại không, từ để ngoài, ra. Ngoài sân. Để 5 mâm mình giải ngoài. 4 mâm được 4 mâm. Trong kia đủ 15 mâm. 6 mâm đây. Đây cái gì? Thì bây giờ cái gì cả bê bê hết. Cứ bê lên. Bê lên cũng được mà, bê lên để trên đấy. Thì có cái bàn để trên kia mà. Ngoài đã ăn đâu. Ăn trong nhà xong rồi bê ra. Ngoài điện nào vơ. Hả? Bê lên hết à? Thì bây giờ bê lên dài để ăn. Bê lên dài đi qua bà đi. Vừa vào đấy mới ra được. Bê ra ta cùng vụ kiểm nhá. Ngồi bìa cho em đấy. Ngồi à? Rót chưa? Đây đi. Nhưng mà cái này nóng này. Rót ra rồi, khắc xuống khắc uống. Mẹ người ta nhầm bếp, bê mỹ ra mẹ. Nóng uống. Đưa rửa tay không? Ngồi tí lên ăn nè. Đấy, đội hậu cần đang rót rượu này. Rượu quê đấy. Chuẩn đấy. Men lá. Chuẩn men lá đấy. Đây,
nhau một cả một cái. Cứ để nếu không ấy cứ để tạm vào đấy, để tạm vào đấy. Để, bên kia để hết để tạm vào đấy. Đấy, các đồ ăn thức uống đây lòng, xào dưa. Cho xếp sang bên này. Được cao điểm rồi. Không phải ngồi bắt anh bắt tay nữa đâu. Rồi anh em làng xóm vào thôi. Ở trong nhà sẵn rồi, bày sẵn rồi. Đi mấy chiên vào ngồi đi, mấy bà vào trong nhà ngồi đi. Bên này thế nào rồi? Đây các bà chuẩn bị ngồi đi. Nhanh chiều là cơn hiểm mà. Đất non cho bê đi này. Ba đi ăn rồi, giờ ổn lắm rồi. Để thế để xem còn ai còn vào đây nào. Xem ở trong ngoài kia. Đây đang bữa cơm anh em trong thôn, mình sẽ ghi hình cho mọi người cùng xem nhá này. Thanh niên nó vẫn khỏe. Rồi chào. Trên sân khấu có mâm này, có bát này. Chào các bà nhé, các bà tập văn nghệ khổ luyện là bao nhiêu ngày? Nửa tháng à? Bao khổ luyện hàng tuần mà diễn có mỗi tí. Tập hàng tuần mà diễn có 10 phút. Rồi mời các bà ăn cơm ngon miệng nhá, các bà thông thả nhá. Thank you.
Còn đây có ba anh em này. Vẫn còn hơi thiếu, đúng là chưa tròn. Chào anh em nhá. Hết chưa anh em, hết chưa, vẫn còn ở dưới kìa. Thôi tổng làm 19 20 mâm đây mọi người nhá, cả thôn làm hết 19 mâm. Không. Thông cảm anh bị ốm, không uống được. Không uống được đâu anh ạ. Thông cảm anh em. Hai ba luôn. Để chúng mình đi tác nghiệp quý. Đây vào gần nửa rồi. Bây giờ ổn mọi người nhá, ổn lắm ấy. Ngoài nữa này, chào mấy chị em nhá. Chào các anh nhá. Lục lên anh luôn luôn luôn. Làm chén đây không? Mấy hôm nay ốm ho quá không uống được rượu, thật sự đấy. Không uống được vâng. Đâu uống nửa nửa, nhưng mà đúng bị ốm, không ốm thì vẫn uống này mà, nhưng mà đúng uống. À, đang mời hả? Trên đây được mời là hai đại biểu của trẻ. Đang mời. Hai đại biểu cũng lâu với lăng trá. Thế là rất tình cảm, cô giải đi. Bao nhiêu vào? Các bạn ơi, uống không hết là không hết, camera làm chứng nhá. Thế là bảo không bảo anh em nó cổ vũ đi, không bảo anh em nó cổ vũ. Bây giờ anh em hộ bếp này. Không uống rượu uống nước. Cả chung vào. Anh bên trên. Đẹp vào. Tròn vào. Anh nói này. Xem anh phấn thơm vừa từ đâu về thế nào đấy? Cho
đây. Cho anh sang bên này. Bên này còn đang thiếu. Giờ giờ đi lấy cho cái bát ở đây có chưa? Đây đây, bát cho bát. Mấy chín này, bát có một nửa thừa này. Lấy cái đũa đây, cái đũa đi. Ở đây. Cái này uống nhiều vào. Thao này đi truyền rượu vào em đấy. Rồi, có rồi. Bây giờ đấy là rượu. Đây là mình sẽ ghi hình lại một chút những hình ảnh của thôn vợ ngoài mình tổ chức. Đại đoàn kết toàn dân các bạn nhé, bữa cơm của anh em trong thôn. Không uống rượu rồi nó không đều đâu mà. Anh nói anh chưa làm chủ tịch rồi, hôm nay anh xoay hết mình mà, anh làm thôi. Anh không làm chủ tịch, không qua được.
Xin thưa Kim Dung là anh này, không phải làm gì nữa. Trêu nghe, không phải lên lớp gì cả. Không phải được, mình thấy nó còn đâu. Cho người khác, mình làm tổ trưởng. Mình có tài riêng của mình chứ. Có theo người mời. Hôm nay đi theo mình. Mình phải có tài riêng của mình là bây giờ theo tôi rồi. Cho cô khác vào vị trí chám vào đấy, làm tốt vị trí của mình. Ở đây mấy chị em đang mời rượu mấy anh ấy nhá. Thì hai cô giáo mầm non. Cô hiệu trưởng. Ngày vui mà. Thôi, đây là trưởng mầm non. Ôi bà dâu. Ông à bây giờ ba suất bố mẹ. Suất đó. Lộc ơi. Xin tí đồng. Tôi phải công văn này. Ôi ứng chuyện rất là vui mọi người nhá. Ba suất đất ở trước mặt tiền của học kìa. Rồi. May mà chiếc ống kính máy quay mà dám nói là chưa ngửa bao giờ. Tình thở thế này thì càng chính như thế mới là thu hút.